Mỗi một giọt mồ hôi rơi, một hạt giống hy vọng nảy mầm. Mỗi một bước chân nhỏ, hành trình về đích thêm ngắn lại. Chỉ còn một trận đấu nữa, 80 phút cuối cùng để tìm ra nhà vô địch mới của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam. Chiếc cúp vô địch sẽ khắc tên ngôi trường nào? Những cá nhân nào sẽ tỏa sáng và trở thành chủ nhân của các giải tướng phụ? Những khoảnh khắc nào sẽ trở thành dấu ấn trên hành trình vô địch của Tân Vương? Hãy cùng chờ đón và tận hưởng bữa tiệc bóng đá cuối cùng của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024, Cúp Hà Cụ, vào chiều 31 tháng 3 năm 2024 trên sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng giữa hai đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thủy lợi. Tôi cũng nói với em là chúng ta phải nỗ lực cố gắng để chúng ta thi đấu một trận chung kết cống hiến. Tinh thần của đội chỉ có một tinh thần bất diệt, đó là các em hãy cháy hết mình. Đại học Thủy lợi, bây giờ hoặc không bao giờ, thi cấp sẽ khác tân trường OBS. Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Hà Cụ. Chưa đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp.